Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2020. Lần đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm lọc xì 3U thương hiệu của PZ. Mã của nó là BQ3102B. Thì một dòng sản phẩm này thì cũng được rất nhiều anh em ở trên thị trường và đánh giá chất lượng cũng rất là ok, khá là chất lượng, nên là hôm nay em đã về được duy nhất chỉ có một con thôi nhé các bác nhé. Thì thật sự các bác là vừa mới tháo ruột gan đây để quay cho các bác, thì nói chung là rất là đẹp nhé các bác nhé. Con này nó thông số của nó chạy điện 220V và 50Hz này. Đấy, con này nó đánh là nó có 20W này, điện 220V này, 50Hz này. Con này nó là hàng của nhà công nghệ của Nhật nhé các bác nhé. Công nghệ của Nhật. Đấy, công nghệ của Nhật. Một dòng này thì cũng được khá nhiều anh em ở trên thị trường đã giới thiệu và quảng cáo rất là nhiều. Thật sự các bác là nó cũng đúng như là các anh em nói thôi, nó rất là hay. Thật sự các bác rất là hay, và linh kiện của nó thì thật sự các bác là sử dụng toàn những dòng linh kiện cao cấp thôi. Đây các bác chỉ cần nhìn qua cái nguồn này của nó thôi, cái nguồn này của nó đây, đấy, cái dây nguồn này, đấy, cái cuộn nguồn của nó cũng rất là lộc và lạ, đấy, rất độc và lạ luôn, đấy, đây dây nguồn ở đây ạ. Đấy, các bác chỉ cần nhìn qua cái nguồn này đã biết là nó sản xuất như nào, nó rất là đẹp, bởi vì những cái hàng mà sản xuất theo công nghệ của Nhật ấy, thì bao giờ nó cũng đẹp nhé các bác nhé. Nó làm rất là cẩn thận và thật sự là rất là kỹ nước. Đây, đấy, nó rất là cầu kỳ và kỹ, cái nguồn nó đã đẹp rồi. Con này thì đây, vỉ mạch nó đây ạ. Vỉ mạch nó chạy là hai bên rời. Đấy, bên trên và bên dưới. Đấy, có nghĩa là mình kênh bên A và bên B đấy. Đây là cái số lô của nó. Đấy, số lô này. Đấy, số lô này. Ừ. Cái chữ này của nó là được chữ in chìm ở trên bên nhé, chứ không phải là cái giấy dán, nó in chìm ở bên luôn. Đấy. Linh kiện đây. Linh kiện này rất là gấu mèo luôn. Tất cả linh kiện toàn sử dụng những dòng linh kiện cao cấp luôn nhé các bác nhé. Cao cấp. Con này nó sử dụng toàn bằng rác hết, rác tín hiệu đây. Rác bấm hết, các bác có thể rút ra vệ sinh, nhưng mà nói thật là các bác tất cả về em đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Các bác chỉ về các bác dùng thôi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, nó chạy hai bên riêng biệt đây, rất là gấu luôn. Thật sự các bác là rất là gấu, và những cái rắc chắc này, những cái rắc cắm này của nó rất là chắc chắn nha các bác nhá, rất là chắc chắn luôn. Đấy. Con này thì đánh tiếng, nó cắt tiếng Bắc, tiếng Czech rất là sâu luôn. Tí này em sẽ cắt thử để cho các bác được nghe. Đấy. Rất là sâu luôn, nó đánh nó cắt cực kỳ là sâu. Đây em sẽ vừa đây em mở một đoạn nhạc không lời. Thì đây thì em sẽ cắt luôn cho các bác. Đây là đang chạy qua lọc nhá. Đấy. Đây, em sẽ mở này. Hết giải bát luôn. Và em sẽ cắt hết giải chép này, không có tiếng chép nữa này. Đấy, các bác nghe chưa? Không còn một tí chép nào cả. Bây giờ chỉ còn mỗi chung thôi. Đấy. Bây giờ em lại nâng giải bát này cho các bác này. Nghe này. Đấy. Cái cần này nó còn rất là khít nha. Đấy, còn cần nó còn khít thì là khi cái độ đồ tiếp giáp của nó là nó rất là nhạy luôn. Đấy. Đây là chỉ có bát với chung và chép thôi. Đấy, các bác nghe rõ chưa? Bát chung chép thì em là nâng
bát là chung thôi. Bây giờ em sẽ nâng chén cho các bác nhỉ. Đấy. Đấy, em nâng một vế. Hai vế này. Ngắt hết luôn nhé, không còn một tí tiếng nào cả. Đấy thì các bác cũng đã nghe rồi, thì đấy về cái chất âm của nó thì thật sự các bác là con này khá là hay luôn. Con này khá hay, đó là form 3U. Đây, sau đây thì em sẽ tạm dừng video tại đây. Bác nào ở xa có nhu cầu lấy hàng thì cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0985 778 338, còn ở gần qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 đường Vọng Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Sau đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn đến các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Vinh Nguyễn. Xin chào và hẹn lại các bác trong các video các tiếp theo. Các bác nhớ là đừng quên là đăng ký kênh để tiện theo dõi những video, những clip mới nhất ở bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.